Đây các bác nhìn nhá. Đấy, sơn xi màu vàng chóe này. Đấy, có dán đầy đủ tem mác bên ngoài rồi. Đèn pha dạng vách. Đấy, rất là đẹp đúng không? Với hai cái đèn halogen phía trước. Đấy, và những cái bộ la răng đúc 14 inch. Đấy, siêu đẹp. Biển số Hải Phòng, logo Chevrolet, một thương hiệu đến từ Mỹ. Đây, các bác nhá. Đấy, và đặc biệt, đấy, đây là một con xe hàng rất là hot hiện nay. Đấy, cho các bác nhìn luôn. Một con xe thu hút các bác từ ánh nhìn đầu tiên, vẫn đầy đủ 5 vị trí ngồi. Đấy, nước sơn trong này. Đấy, màu vàng chóe này, mang phong cách của một dân chơi chính hiệu nhưng mà không hề tiêu tốn bất cứ một đồng tiền xăng nào của các bác, được chưa? Đấy, nói chính xác ra là con xe này nó không tốn nhiều tiền xăng các bác nhá. Đấy, chỉ với 6,2 lít trên 100 km đường hỗn hợp thôi là các bác đã thỏa sức vi vu đây khắp mọi nẻo đường rồi, các bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ tiết kiệm. Đấy, các bác nhìn thấy không? Ở đằng sau là trang hoàng với cái cụm đèn hậu cũng dạng đứng, các bác nhìn nhá. Bởi vì ở đây nó có 3 cái đèn cho anh chị em nhà mình. Đấy, đều là đèn halogen hết này. Bố trí rất là đẹp luôn. Đằng trước thì đèn vách rồi. Đấy, đằng sau thì nó cũng hao dạng vách, rất là đẹp đúng không? Đèn báo phanh, đèn báo rẽ, đèn báo sinh nhan, báo đêm đầy đủ cho anh chị em nhà mình đều là đèn halogen. Và ở đây có một cái cần gạt mưa rất là đẹp. Đấy, mọi chi tiết của con xe này nó đều được trau chuốt rất là tỉ mỉ. Đấy, từ những cái đường nét này, những cái khớp nối này, những cái thiết kế về phần đèn, rồi là phần lốp láp và cái đường, những cái đường gập dập nổi, dập chìm các bác nhá, và kể cả cái khoang nội thất bên trong xe, nó tạo lên một con xe với phong cách dân chơi chính hiệu đây, trẻ trung năng động cực kỳ cho các bác. Đấy, và chắc hẳn là nhiều các bác ở đây đã đoán ra lờ mờ đây là con xe gì rồi đúng không ạ? Đây, giới thiệu với các bác luôn vào chủ đề chính cho các bác nhá. Đây là một chiếc xe đến từ nhà sản xuất Chevrolet của Donald Trump các bác nhá. Donald Trump. Con xe này chính là chiếc Chevrolet Spark đời 2015. Phiên bản số sàn động cơ trang bị của chiếc xe này là 1.2 rồi. Đấy, máy móc cũng rất là khỏe các bạn nhá. Đi cực kỳ vút, đạp nhẹ người cái dính vào ghế luôn. Biển số Hải Phòng này. Rồi là cái mức tiêu hao nhiên liệu thì như vừa nãy cũng có giới thiệu qua cho các bác rồi đúng không ạ? Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu của em nó chỉ là 6,2 lít thôi. Tức là nó hao với những cái mẫu xe như là Kia Morning hoặc là i10 thôi các bác nhá. Đấy, những cái mẫu xe mà luôn luôn nổi tiếng về cái độ lành, đấy, độ lành này cũng như là độ bền và độ tiết kiệm của xe rồi thì con xe này nó cũng không hề kém cạnh một chút nào các bác nhá. Tuy nhiên thì nếu mà xét về phần đánh giá về ngoại hình, đấy, đánh giá về ngoại hình này thì các bác nhìn này, nó hơn hẳn những cái mẫu Morning, được chưa? Hoặc là những cái mẫu i10 chẳng hạn. Đấy, những cái mẫu xe mà nó đã quá quen thuộc với các bác rồi. Đấy, có thể đổi gió qua con xe này thì nó cũng là sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý thôi. Và đặc biệt nữa đấy chính là cái mức giá cả các bác nhá. Cái mức giá cả thì anh chị em nhà mình cũng có thể căn ke, bởi vì đơn giản là nếu mà xét cùng về đời, đấy, được chưa? Nếu mà xét cùng về đời 2015 các bác nhá, thì các bác không thể đào được ra một con xe nào mà giá nó rẻ hơn con xe này. Đấy, nó rẻ hơn và nó nổi trội hơn được con xe này. Đúng chất một con xe hàng độc. Đấy, hàng thuốc chuột cho anh chị em nhà mình luôn. Ở đây em có cho các bác là một cái khoang cốp sau các bác nhá. Đây ạ, đấy, khoang cốp sau thì các bác có thể nhìn thấy là ở đây nó có một cái nẫy một chạm phía bên dưới. Đây nhá, ngay cái phần tay nắm này. Đây, móc cái là nó ra rồi. Các bác nhìn thấy nó nảy ra chưa? Đấy, và cái quan trọng nhất chính là chất lượng của một con xe cũ thì đấy, những cái chi tiết như là phần máng nước này. Đấy, rồi là phần đinh tán của xe các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, với lại phần keo chỉ nắp cốp này. Đây các bác nhá, keo chỉ trên nắp cốp này, cộng thêm với lại kể cả những con ốc bản lề và tất cả cái cánh cửa cốp trước, cốp sau và cốp trước. Đấy, nó đều rất là đẹp rồi. Tôn vỏ và phần sàn của xe thì cũng rất đáng để bàn đến các bác nhá. 2015 mà xe cực lướt, máy zin. Đấy, làm sao mà có chuyện cái tôn vỏ của nó không chất được, các bác nhìn đi ạ. Đây, đều đẹp nhá. Đồ đạc thì đủ cả rồi, có luôn lốp sơ cua bên dưới. Với lại đây, cái chất lượng tôn vỏ thì nó sạch bong rồi, nó không mục mọt. Đấy, không bị móp méo một chút nào. Xe không đâm đụng qua nhá, không ngập nước nên là chất lượng nó được đảm bảo cho các bác luôn. Ở đây có thêm hai quả loa nữa cho các bác này. Được chưa? Hai quả loa rồi, với lại toàn bộ những cái chi tiết ở bên trong khoang nội thất của xe nó được trau chuốt rất tỉ mỉ. Và bác chủ bác ấy đã lên thêm cho các bác. Các bác nhìn này, bác chủ bác đã lên thêm cho em nó những cái bộ ghế da mới căng rồi, các bác nhìn thấy không? Ghế da thể thao loại hai màu. Thực ra là những cái con xe mà chất dân chơi như này ấy thì nó trang bị những cái bộ ghế da này thì nó lại cực kỳ là hợp các bác nhá. Nhìn thấy đẹp không ạ? Đấy, mới có luôn các nhá. Đấy, mới có luôn, cực kỳ căng, cực kỳ đẹp và đấy, cực kỳ là màu sắc hợp lý cho tất cả quý anh chị em nhà mình.
Được chưa? Đây em sẽ vào luôn cái khoang nội thất bên trong để các bác cùng cảm nhận về chất lượng của xe. Ở đây ta có một cái hàng ghế thứ hai, chính là hàng ghế băng các bác nhá. Hàng ghế băng ngồi 3 vị trí như thông thường thôi. Đấy, rất là đẹp rồi. Và cũng nói các bác rồi đúng không ạ? Đấy, ghế da mới cóng thì các bác nhá. Bên dưới thảm lót sàn đầy đủ này. Và trần thì em nó đã được bọc ni lông. Đấy, giữ gìn cẩn thận cơ các bác này. Lồng cả ni lông, lồng cả kính vào thì bảo làm sao xe nó không sạch, xe nó không đẹp được đúng không các bác? Keo chỉ cánh cửa là zin các bác nhá. Và tất cả những cái chi tiết này, ốp nhựa bên trên phần cánh cửa các bác có thể nhìn thấy là nó rất đều đẹp đấy. Nó rất đều đẹp, nó không có một vết xước nào. Đấy, coi nhá. Kính của con này thì toàn bộ 4 kính cũng đều là kính chỉnh điện rồi. Đấy, kính chỉnh điện hết cho tất cả quý anh chị em nhà mình luôn. Đây ạ, ở trên cái cánh cửa phía trước thì anh chị em nhà mình có thể nó được trang hoàng, nhìn thêm một chút bằng những cái chi tiết ốp meca này, nhựa meca này, màu trắng, tăng thêm cái phần trẻ trung và sinh động cho con này thôi các bác nhá. Đấy, còn bên dưới thì cũng đã có hộc để đầu cỡ lớn rồi và có khóa cửa điện này các bác nhá. À, các bác nhìn thấy không ạ? Là các phím bấm chỉnh kính này. Đấy, rồi là hộc để đồ này, rồi là những cái chi tiết ốp nhựa. Đây, nó còn rất là đẹp. Táp ly thì đảm bảo quá là chất lừ luôn, sần. Này các bác nhìn thấy không? Đấy, rất là sần nhá. Keo chỉ zin, lại là keo chỉ zin rồi. Rất là nhiều cái zin trên con xe này, từ phần máy móc đến keo chỉ đến những cái con ốc của xe đó nhá, sáng choang này, chưa có dấu hiệu vặn mở cho tất cả các anh chị em nhà mình. Đấy, và những hàng ghế trước cũng thế, đều là những cái bộ ghế da mới căng. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, mới căng rồi. Nó đều là ghế mới các bác nhá. Ghế mới cực kỳ đẹp, loại thể thao. Đấy, cho tất cả các bác luôn. Vô lăng loại 3 chấu này, ốp da mặt này, rồi là ốp nhựa xung quanh bọc mạ chrome sáng loáng cho các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Mặt vô lăng này, rồi là mép vô lăng còn sần nguyên, cực kỳ là chất lượng. Ở đây có thêm cho các bác là một cái cụm đồng hồ đặt nổi các bác nhá. Này các bác nhìn thấy không? Đấy, cụm đồng hồ đặt nổi này, cảnh báo kia đầy đủ cho các bác rồi. Ở bên này sẽ là một cái màn hình điện tử cho tất cả quý các anh chị em nhà mình. Và trên phần vô lăng sẽ tích hợp theo một túi khí an toàn nữa. Con này thì tổng cộng nó sẽ có hai túi khí an toàn các bác. Và cái túi khí thứ hai thì thông thường thôi. Đấy, túi khí trước nó sẽ nằm ở trên phần táp lô của xe. Đây nhá, một cái bảng táp lô được bố trí rất là hài hòa đúng không các bác nhìn. Cực kỳ hiện đại, trẻ trung này, uốn lượn, đấy, ngang dọc rất là đẹp. Và bố trí thêm cho các bác hai quả loa trên phần táp lô. Đấy, đập như một con ba ở trong cái khoang nội thất của xe. Đấy, xịn sò hiện đại, trẻ trung năng động, chỉnh kính chỉnh điện này. Đấy, gương chiếu hậu đây các bác nhá, chỉnh điện đầy đủ cho các bác rồi. Đấy, với lại có thêm màn hình Android, có thêm cam đùi phía sau. Hệ thống điều hòa của xe thì nó sẽ bố trí với 4 cái cửa gió ở phía trước mặt táp lô. Đấy, cực kỳ là dễ. Và ghế của con này thì nó sẽ là ghế chỉnh cơ các bác nhá. Còn về phần máy móc thì con xe này nó có một cái bộ máy cũng rất là chất. Đấy các bác ạ, máy zin đảm bảo các bác luôn. Các bác nhìn thấy đèn đóm lập lòe không? Đấy, báo phanh tay này, báo khung thắt dây an toàn các bác nhá. Báo mở cửa đầy đủ cho các bác rồi. Đấy, màn hình Android thì đã hoạt động và quan trọng nhất là điều hòa nó còn đang cực kỳ mát này các bác ạ. Đấy, cực kỳ mát luôn. Máy 1.2 các bác nhá, siêu khỏe, máy zin, chất đét. Đấy, gửi tới tất cả quý các anh chị em nhà mình. Đây nhá. Đèn đóm bình thường, hoạt động bình thường cho các bác luôn, được chưa? Đấy, và quan trọng nhất thì nó chính là cái phần máy móc của xe. Thì đây em sẽ cho các bác xem luôn cái chất lượng máy móc của xe. Con xe này là nó là hàng thúc chuột siêu hiếm các bác nhá. Siêu hiếm siêu đẹp nên là tất cả những cái chi tiết của nó đều được trau chuốt rất là tỉ mỉ rồi. Đấy, có lẽ sẽ tắt cái điều hòa đi cho cái tiếng gió nó được chuẩn nhất các bác nhá. Đây ạ. Đấy. Đây các bác cùng xem nhá. Các bác nhìn nhá. Đấy, keo chỉ sắt xi đinh tán còn nguyên, nắp cốp vuông đét này. Đấy, rồi là cái máy này nó là máy zin anh chị em nhà mình nhá. Ốc ác nguyên xi. Đấy, rất là đẹp đúng không? Ắc quy xanh lè luôn, đảm bảo các bác là không có bất kỳ một phần lỗi nào trên con xe này. Các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, không có đâm đụng một chút nào các bác nhá. Thanh nó còn đẹp nguyên như này cơ mà. Đấy, các bác nhìn thấy không? Máy êm ru luôn. Đấy, động cơ 1.2, mức tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng chỉ là tầm 6 lít trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Đấy, một cái mức tiêu hao nhiên liệu nó quá là rẻ so với một con xe như này rồi. Được chưa? Nào, vào vấn đề chính nào các bác. Con xe này ở bên em đang chào bán cho các bác với mức giá hiện tại là 168 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, siêu rẻ, siêu đẹp, siêu dân chơi, siêu tiết kiệm cho các bác luôn. Đấy, còn chần chừ gì nữa mà các bác không nhấc ngay điện thoại lên gọi điện cho em qua số hotline 0984 883 980 để bốc ngay em nó về đi chơi trong dịp Tết Nguyên Đán này các bác nhá. Còn bây giờ thì video của em xin được phép tạm dừng tại đây. Chúc quý các anh chị em nhà mình có một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc và sức khỏe bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các anh chị em nhà mình vào những buổi review, giới thiệu sản phẩm
tiếp theo của em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.